Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai vừa ban hành cáo trạng truy tố hai bị can Nguyễn Tâm Trình, 40 tuổi và Nguyễn Văn Thọ, 42 tuổi, cùng ngụ Long Bình, thành phố Biên Hòa, về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Trình là phóng viên, Thọ là cộng tác viên của tạp chí Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam. Ngày 27 tháng 9 năm 2022, Ủy ban Nhân dân huyện Định Quán có văn bản cho phép ông AD, 56 tuổi, ngụ xã Phú Lợi, huyện Định Quán, cải tạo thửa đất số 06, tờ bản đồ số 34 tại xã Phú Lợi, nên ông AD thuê chị TD, ngụ xã Phú Lợi, đục đá cải tạo thửa đất. Vào ngày 13 tháng 2 năm 2023, do lượng đá đục ra nhiều nên chị TD thuê xe ben vận chuyển số đất đá dư ra khu vực giáp ranh cho chủ đất làm hàng rào. Đến 10 giờ cùng ngày, Trình và Thọ đến thửa đất chị TD đang cải tạo để xác minh việc có đối tượng khai thác và vận chuyển khoáng sản trái phép. Thọ đã dùng điện thoại ghi hình cảnh xe ben vận chuyển đá và sau đó cùng Trình hẹn gặp chị TD, yêu cầu đưa tiền để không viết bài phản ánh sai phạm. Cả hai đề nghị chị TD hỗ trợ số tiền để viết bài tuyên truyền cho xã Phú Lợi mà không liên quan đến hành vi sai phạm của chị TD. Đến ngày 22 tháng 2 năm 2023, tại quán cà phê xưa thị trấn Định Quán, khi chị TD đưa tiền cho Trình và Thọ thì bị công an huyện Định Quán bắt quả tang.